bạn hãy cùng đi trải nghiệm với mình dọc theo bãi sau thành phố Vũng Tàu, trải nghiệm về xả stress cũng như là giải trí với mình trong cái buổi chiều hôm nay nhé. Thì lời nói đầu tiên, mình chúc cho các anh chị và các bạn được luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Hiện tại là bây giờ 5:30 chiều rồi các bạn. Những hình ảnh của một buổi chiều cuối tuần rất là đông vui và nhộn nhịp. Thì video chỉ mang tính chất giải trí xả stress. Mong rằng các bạn xem có gì sai sót hãy hoan hỉ cho mình nhé. Mấy hôm nay thì cái khí hậu gió rất là lớn các bạn, biển nước trong xanh, các bạn nhìn ở trong bờ thì sóng nó trắng xóa như vậy thôi, nhưng phía ngoài biển rất là êm, rất là dịu. Hôm nay đúng là chiều cuối tuần, một lượng du khách bãi tắm cũng rất là đông các bạn, rất là nhộn nhịp bãi tắm. Video bây giờ nó khác với mấy tháng trước các bạn, giờ trẻ em đi học hết rồi, rất là ít, chủ yếu là các người lớn đi tắm biển là nhiều. Bây giờ nước thủy triều đang rút xuống các bạn xem, một bãi cát đầy dài, náo nhiệt, bãi tắm thật là nhộn nhịp, thật là vui mừng. Những hình ảnh các cô gái chụp hình kỷ niệm rất là đẹp. Bầu trời 5:30 chiều, bầu trời trong xanh, nhìn các cô gái đùa giỡn tung tăng. Biển hôm nay nước trong xanh rất là đẹp. Xem video có gì sai sót hoặc là do ồn một chút thì mong các bạn khí hậu rất là gió. Hôm nay lượng khách đổ về cũng rất là đông. Bãi cát đầy dài, ít khi vắng người, cũng dễ hiểu khu vực phía Nam chủ yếu là bãi tắm Vũng Tàu du khách tập trung về, cho nên là lượng du khách lúc nào cũng đông quá, khí hậu rất là ôn hòa. Những đôi trai gái chụp hình kỷ niệm rất là đẹp. Xem mà có gì nó sai sót thì các bạn comment bên dưới để chúng mình hoàn thiện hơn nha các bạn. Đây là thuộc khu vực bãi sau thành phố Vũng Tàu các bạn. Các bạn nào yêu quý quanh của mình rất là quen thuộc với bãi tắm này. Sóng to, gió lớn. Các bạn nhìn thấy ở phía trong bờ thì sóng gió vậy thôi, nhưng mà
rao về phía xa xa thì nhìn rất là êm các bạn. Xong lễ 29 thì du khách sẽ giảm dần. Mãi đến tháng 12 Noel đổ đi thì lúc đấy lại mới đông trở lại. Nhưng mà hôm nay thì lượng khách cũng khá là đông hơn so với mỗi ngày. Đấy, các bạn xin xa xa này, biển người. Xuống truyền các bạn nhìn thấy lượng người nó rải rác vậy. Chứ thường mà nếu mà nước biển mà dâng lên thì người dân tập trung bắn ở tắm ở mé bờ thì nhìn rất là đông các bạn. Người nhảy thật là đẹp, tuyệt vời vậy. Xem hãy nhớ like ủng hộ mình nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Đến hôm nay sóng gió đầy rác của bờ cũng rất là nhiều. Nguyên rác ở đâu thanh thiếu niên chụp hình kỷ niệm.
nhìn thấy biển là muốn tắm. 5:30 chiều nhưng mà rất là nắng các bạn. Ra đến bãi biển mà nhìn thấy cái không khí nó nhiệt này thì ai cũng muốn tắm. Nước thủy triều xuống nên là cái bãi tắm rất là rộng các bạn. Nhìn bãi cát trải dài, người rải rác khắp nơi. Nhìn những cơn sóng bạc đầu. Bạn nhìn thấy những bầu trời nắng trong xanh luôn. Biển mấy ngày nay nó ảnh hưởng khu vực miền Trung với miền Bắc bão các bạn, cho nên là biển nó như kiểu là áp thấp nhiệt đới vậy, nên sóng gió rất là mạnh. Không ngủ giờ nào cũng có người. Trong yêu người già nên mình cũng xin phép dừng tại đây. Một lần nữa mình chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã cùng đồng hành với mình và xem hết video, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Một lời tri ân nhất. Mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong 19 giờ tối ngày mai. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân. Mình xin chào và tạm biệt. Xin chào và tạm biệt cả nhà.